Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Nữ sinh đòi tự tử vì bị cô giáo tát tai, cho cả lớp sỉ nhục. Cô giáo ở Nha Trang, Khánh Hòa bị phụ huynh tố văn tục, tát tai, cho cả lớp sỉ nhục nữ sinh. Trường xác minh sự việc đúng nhưng không xử lý triệt để khiến phụ huynh bất bình. Ngày 20 tháng 8, ông Trần Nguyên Lập, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, ông sẽ cho kiểm tra toàn bộ sự việc liên quan phản ánh của bà Nguyễn Khánh Tường Vi, ngụ thành phố Nha Trang, kiến nghị xử lý sai phạm của cô Nguyễn Văn Ý Ni, giáo viên dạy văn ở trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản, thành phố Nha Trang. Theo bà Vi, con gái bà là Loan, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản, bị cô Ni có thái độ phân biệt đối xử như hay dò bài, chửi mắng, kiểm tra khi đi học muộn. Thậm chí cô Ni còn tát tai, hù dọa, gọi con bà là khùng điên và đưa bé ra chế nhạo làm trò cười cho cả lớp. Năm học tới đây gia đình phải cho con vào thành phố Hồ Chí Minh học lớp 9. Cháu nói không chuyển trường, cháu thà chết còn hơn. Hai vợ chồng nghe vậy mà rụng rời tay chân, bà Vi nói. Cũng theo phụ huynh này, cô Ni là giáo viên dạy văn cho con gái bà từ năm lớp 6 đến năm lớp 8. Có lần cô tát tai Loan đến mức em phải đi gặp bác sĩ. Trong các buổi học thêm ở nhà cô Ni, học sinh đi trễ bị phạt 5.000 đồng, không thuộc bài phạt 10.000 đồng. Con tôi không có tiền, cô bắt mượn bạn nộp tại chỗ. Cháu sợ không dám xin tiền mẹ, nhưng mỗi lần cầm tiền mua đồ ăn sáng, cháu cứ không muốn mua. Hỏi ra mới biết Loan nợ của bạn 20.000 đồng vì vay tiền nộp phạt cho cô Ni. Con tôi hoang mang đến học hành sa sút, liên tục đòi nghỉ học, bà Vi trình bày. Vị phụ huynh này gửi đơn tố cáo hành vi của cô Ni lên trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản và phòng giáo dục đào tạo thành phố Nha Trang. Tại biên bản họp xử lý khiếu nại của trường ngày 26 tháng 3, nữ giáo viên thừa nhận có những sai phạm với em Loan như đánh và sỉ nhục học sinh, cho các bạn trong lớp sỉ nhục theo cô. Cô Ni liên tiếp đánh học sinh trong giờ lên lớp và học thêm, xúc phạm cô giáo, ban đại diện cha mẹ học sinh và người khác trong giờ đứng lớp. Cô nhiều lần nói với học sinh, các trò giỏi đừng tưởng là do năng lực của mấy trò, đó là do năng lực của bố mẹ các trò. Sau đó, ban giám hiệu trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản yêu cầu cô giáo này xin lỗi học sinh trước lớp và phụ huynh viết kiểm điểm. Nhà trường không phân công cho cô Ni dạy lớp em Loan, cũng như đọc kiểm điểm và tổ chức phê bình nữ giáo viên trước hội đồng sư phạm. Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 8, bà Vi tiếp tục có đơn khiếu nại gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, yêu cầu xử lý vụ việc liên quan cô Ni phân biệt đối xử, lăng mạ và dọa nạt con gái bà. Theo bà Ni, sau khi bị xử lý, cô giáo viên vẫn can thiệp vào lớp của con gái bà đang học, khiến bạn bè tẩy chay, xa lánh cháu. Giáo viên này sau đó vẫn giữ chức trưởng bộ môn văn của nhà trường cho đến hết năm học. Cô Ni không hối hận, không thay đổi sau sự việc, thậm chí còn có thách thức phụ huynh về những sai phạm của mình. Trong khi đó, ban giám hiệu trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản lại bao che dung túng cho cô Ni, bà Vi bức xúc cho biết. Trao đổi với báo chí, ông Trần Nguyên Lập khẳng định cô Ni đã sai. Chúng tôi đã được báo cáo bằng văn bản và nghĩ sự việc đã được giải hòa. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của bà Vi, phòng đã mời nữ phụ huynh lên làm việc. Ngay tuần tới, phòng sẽ làm việc với nhà trường, làm rõ lại toàn bộ sự việc, xem xét mức độ xử lý đã phù hợp chưa. Quan điểm là không bao che, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, xử lý dứt điểm vụ việc, ông Lập cho biết. Phóng viên đến trường Trần Quốc Toản để đăng ký làm việc thì được giáo viên cho biết hiệu trưởng vừa nghỉ hưu, trong khi hiệu phó phụ trách đi thành phố Hồ Chí Minh chưa về. Tên học sinh đã được thay đổi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.